Xin chào các bạn. Nếu mà đọc tiêu đề thì các bạn cũng biết là mẹ Hằng với Donut đang ở đây chuẩn bị làm gì rồi đúng không? Mình chuẩn bị làm gì vậy Donut? Donut có sẵn sàng với kiểu tóc mới này không? Hồi hộp quá các bạn ơi. Mẹ Hằng hay cắt tóc cho Donut nhưng mà chỉ có tỉa cho nó ngắn bớt thôi chứ chưa bao giờ mà cắt ngắn ngang gáy hết. Nhưng mà hôm nay Donut yêu cầu kiểu tóc bóp. Tóc bóp thì nó rất là ngắn và gọn gàng nên chắc là Donut sẽ hợp với kiểu tóc này. Donut chưa bao giờ để tóc bóp hết nên Donut rất là háo hức về thử. Làm bây giờ luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đặt máy quay xuống và bắt đầu làm cho Donut. Tại vì là thợ cắt tóc nghiệp dư nên mẹ Hằng chỉ có nhiều đây đồ nghề thôi. Vài cái kẹp mỏ vịt nè, với lại hai cái kéo, một cái kéo tỉ với lại một cái kéo bình thường. Và cuối cùng là một cái lược thôi. Bây giờ mẹ Hằng sẽ cho em một cái bánh ni lông. Nhìn thì các bạn cũng biết đây là cái bánh gì rồi nên không cần phải nói nhiều đúng không? Chùm lên cho nó dễ dọn tóc. Trên đời là tùm ra. Cái bịch rác. Bịch rác, thật ngon. Rồi à, cái bịch này rất là lợi hại nha các bạn. Chùm lên vừa in là đỡ dính dơ quần áo. What about this way? Thôi được rồi. Bây giờ mình sẽ chải tóc cho ngược. Xong rồi mình cắt ngắn bớt. Nhớ giữ lại tóc lại không? Mỗi lần mẹ Hằng cắt tóc cho Donut, mẹ Hằng hay giữ lại tóc của Donut làm kỷ niệm á. Nên Donut nói vậy. Giữ chứ con. Đầu tiên là phải chẻ cái ngôi nè. Cái ngôi cho nó giữ giữ hơn xíu. Cái sau á thì mình sẽ cột lại rồi mình cắt ngắn đi trước để mình giữ lại cái tóc dài của Donut á. Xong rồi mình mới bắt đầu tỉa theo kiểu tóc bóp. Tóc bóp hình như ở Việt Nam còn gọi là tóc bung bê á. Donut chưa bao giờ để kiểu tóc bung bê hết. Chắc Donut để tóc này dễ thương lắm các bạn. Này mình sẽ cột nó lại vậy. Xong rồi mình cắt cho nó gọn. Bây giờ đến khúc quan trọng này các bạn ơi. Mẹ Hằng sẽ cắt cái khúc này đi. Tạm biệt tóc dài nha Donut. Tạm biệt con tóc. 1, 2, 3. Rồi. À, dễ thương quá. Nè, con cầm tóc này đây. Con đưa cho các bạn coi. Coi nè các bạn ơi. Trời ơi, nó tóc ngắn dễ thương quá. Chưa cắt mà đã thấy dễ thương luôn này các bạn. Con look at this. Mình phải làm cho tóc nó ướt một chút mới cắt được. This is like a real hair. Tóc của con á. Cô sẽ cho mình thấy cái ponytail này nữa. Tóc của Donut mảnh nè với lại ít nữa nên cắt cái kiểu này mình thấy tóc của Donut nhìn dày hơn à. Bây giờ mình sẽ rẽ cái ngôi phía sau ra làm đôi theo cái hướng mà tóc nó xõa xuống á. Bây giờ Donut muốn có tóc đẹp thì phải đứng thật là yên nha. Cử động một cái là cắt lẹm liền đó. Mẹ không phải là thợ cắt tóc chuyên nghiệp đâu. Nói trước cho con biết. Dễ thương á Donut ơi. Con để tóc bông bê dễ thương á. Hồi nhỏ này cũng để tóc giống con nhỉ. Hình nhỏ con nhỏ nhỏ con có tóc con nhỏ luôn. Con đứng thẳng lên chỗ này. Sau khi cắt ngắn bớt á thì mẹ Hằng sẽ chia tóc Donut ra làm hai như thế này. Các bạn thấy cái chiều xõa tự nhiên của tóc thì nó xõa xuống như thế này nè. Mình sẽ cắt dậy cho nó đẹp. Đầu tiên mình sẽ thả một lớp tóc ở bên dưới ra hai bên luôn. Các bạn thả hai bên lớp tóc luôn cho nó cân nha. Mình sẽ cắt nó úp vô trong cái gáy. Đây. Mình cúi xuống chút nghe lên á. Trước khi cắt các bạn làm cho cái tóc này nó ướt một xíu. Nó bị cắt. Cúi xuống chút nó mới thấy cái gáy của con nha. Bây giờ mình sẽ cắt thành một hình vòng cung ôm mấy cái gáy của nó. Các bạn dùng hai ngón tay á, các bạn đo ép nó sát vào trong cái gáy rồi các bạn cắt. Sau khi mà cắt cái phần gáy á, để cho nó ngắn vừa đủ á, thì mỗi lần các bạn thả tóc xuống các bạn thả một lớp thật là mỏng thôi. Rồi các bạn cứ cắt theo cái độ dài của cái phần tóc ở gáy là được.
Bây giờ mẹ Hằng đang tỉ lại rồi cho Donut đi gội đầu. Chắc là phía trước vậy được rồi các bạn ha. Rồi Donut quay qua cho các bạn coi phía trước ok chưa? Ok. Con có thích kiểu tóc này không? Yeah. Của Donut. I love it, I love it, I love it. Đúng mong muốn của con ha. Yeah, mẹ con thích là short skirt. Mà đẹp. Từ từ nó dài ra là tới vai. Con muốn nó dài. Con không muốn nó dài ra hả? Nó dài. Con muốn nó dài thôi hả? Con thích nó là vì sao vậy? Tại vì con má tóc nhìn giống như con thấy ở trong cooking show MasterChef Junior. Đúng rồi, nếu mà các bạn coi chương trình đó, các bạn Sarah ở season 1 á, bạn để cái tóc giống vậy, Donut cũng thích tóc này. I love it, I love it, I love it, love it, love it. Tay nghề nghiệp dư của mẹ chỉ có thể làm vậy thôi. Donut thích, mẹ mừng quá. Dạ. Yeah. Bây giờ tạm biệt các bạn nha. Bye. Hy vọng là các bạn sẽ thích tóc mới của Donut. Bye. Love it, love it, love it.